Bữa nay mời mọi người cùng làm món bánh tráng lụi cùng với mình nha. Tỏi, hành tím phi cho vàng thơm rồi mình sẽ cho các nguyên liệu mình ghi ở trên màn hình vào. Tất cả mình đều đem đi cắt hạt lựu hết nha mọi người. Nếu mọi người thích dùng thịt xay thì cứ cho thịt xay vào nha. Xào đều trên bếp với lửa vừa rồi mình sẽ nêm một muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng cà phê muối và một muỗng cà phê nước mắm. Mọi người cứ điều chỉnh gia giảm cho phù hợp với khẩu vị của mình nha. Xào đều tay cho các nguyên liệu của mình được chín đều rồi mình sẽ cho vào nửa muỗng cà phê tiêu xay và hành lá cắt nhỏ. Đảo thêm tầm khoảng 2 đến 3 phút cho hành lá chín thì mình sẽ tắt bếp. Bánh tráng mình sẽ xịt nước phun sương rồi sẽ cho nhân vào để cuốn. Nếu mọi người dùng loại bánh tráng dày thì không cần dùng hai miếng giống như mình đâu nha. Gấp hai đầu của phần bánh tráng lại rồi mình sẽ cuốn như thế này nè mọi người. Nhớ là cho ít nhân thôi nha, nếu cho nhiều quá thì mình cuốn sẽ bị to lắm á. Mình cứ cuốn tròn theo hình sắn ốc như thế này là được rồi nè mọi người, không có khó đâu nha. Rồi đã gọi là bánh tráng lụi thì mình phải xỏ vào một cái xiên que như vậy nè. Một xiên que mình sẽ xỏ được khoảng 3 cuốn á mọi người. Ăn món này mình thích nhất là được ăn nhiều loại rau củ. Bánh tráng lụi mà ngon thì nhất định phải có củ sắn đó mọi người. Trong miền Tây gọi là củ sắn, còn ngoài miền Bắc hình như gọi là củ đậu phải không mọi người? Món này tuy là một món ăn vặt nhưng mà ăn tầm 2-3 cuốn là no rồi đó mọi người. Công thức làm nước mắm me để chấm bánh tráng lụi mình sẽ làm ở một video khác nha mọi người. Ăn món này mà có thêm ly trà sữa full topping nữa thì còn gì bằng ha mọi người.